không gặp quà. Sao mà sai rồi vậy? Mày quay chưa chờ? Quay cô trong văn nó coi kìa. Đó. Chưa quay hình tí xíu đi rồi tí xíu sao? Chợ bé Phương đứng cao lên là mày lấy cái đàn cao lên tí Phương ơi. Đúng cái đàn rồi. Cái đàn cây che mặt của Phương rồi. Rồi, tiếng ăn nhàn xích vô đây. Chưa chụp tới đây này, chụp hình trước tí xíu rồi ấy sao? Rồi, chỗ đứng ngồi xuống con mày đứng trước bà nội mày kìa. Bà nội của mày. Mày. Hai bà câu cổ nhau coi. Phương chào chúc mừng ông bà nội đây, ngoài ai nói trước đi. Không biết nói à. Nói đi đàng hoàng nè, đứng nói không có giỡn nè. Đàng hoàng nè. Đứng lên, nhà đứng lên. Con đứng lên nhà. Thằng lớn cũng không nên thân nữa kìa. Bà nội sống lâu trăm tuổi, có nhiều sức khỏe. Không nghe chưa? Ở nhà chúc mừng bà ngoại. Bà im, ta đang nói chuyện. Coi được rồi. Nữa. Nhàn nói lớn lên nha. Nhàn tiếng nhàn lớn. Lẽ lên. Ông ngoại bà ngoại nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Tiền lúc nào cũng vô túi. Rồi tới bé Phương đứng dậy khoanh tay. Lễ Phương Lan con chúc ông ngoại bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Con Phương này dễ dàng nhất kìa. Ôi trời. Người ta đang nói chuyện mà ông sụm cái camera người ta. Hùng cái ơi. Hùng ngoại cái, hùng ngoại cái. Đó. Rồi. Rồi chưa? Rồi bắt đầu tiến. Tiến lên đốt đàn cày đây. Cho ông bà nào ngoại đi. Ba vô lan sang vậy? Ừ, giờ mình sắp xếp ngày đòn gió. Bắp lại đây nghe con gió kìa. Gió. Lỡ rồi ngồi rồi. Che nữa. Che bên kia. Gió nổi ra đây làm gì vậy? Vô không biết hôm qua nó đỡ. Còn để ngay đòn gió đây. Mà. Nãy tự nhiên đặt đây kệ rồi rồi ông bà tới ông bà nội. Rồi tới ông bà đây. Ông chúc tôi đi. À, chúc bà. Kệ đi, kệ đi. Không ngoại, không ngoại cái, không ngoại. Không ngoại, không ngoại cái đây. Cào mày ơi. Rượu đó. Ừ, dạ, dạ, dạ trời ơi. Ông ngoại, bà ngoại không ngoại cái coi. Để cho bà nó chụp tấm hình coi. Ghê đó. Ghê gì mà ghê. Thôi. Không đúng. Ghê năm sáu đứa con mà ghê gì mà ghê. Thôi. Ông ngoại bắt đầu kìa. Ông ngoại bắt đầu kìa. Ông ngoại bắt đầu kìa. Hay cầm này luôn đi, cầm hai máy đi. Ừ. Hai máy luôn á. Ừ, hai cầm hai máy đi quay phim nha. Rồi bây giờ đợi lại nè. Chào rồi chào họ. Thôi chúc qua chúc lại đi. Chúc thôi chúc lại đi. Giờ đây mấy bà đừng nói chuyện đâu, ông bà nói đi. Chúc ông sống thêm 15 năm nữa được rồi. Sống chi nhiều quá cực khổ. Rồi bà đã 20 năm đây rồi. Rồi nhỏ hơn tôi sống lâu chút. Sống gì được rồi. Cắt dao rồi. Cắt đây. Nhúc hai cái đàn cày. Vỗ tay nhẹ cho Phương vô tiếng vỗ tay ơi. Ra ngoài nha chị Quyên. Vỗ tay giòn như pháo không. Nó không chịu đứng được. Đầu lên nè. À. Đầu đầu kìa. Ô, đầu đầu bữa nay nó trời hung cái đầu đầu. Hung à, hung lại cái đi. Hung rồi. Liếm. Nhà chợ gì đó. Rồi ai đại diện ra lấy chơi lấy ấy đi. Ai đại diện ra lấy dĩa đi. Còn chờ gì nữa. Xong rồi giấc này mất nói chuyện. Phương thích ăn gì? Rồi nói chuyện đây. Bữa nay tự nhiên gió hù 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 hoài. Rồi chúc rồi. Cái ớt nó muốn xà xuống đất rồi. Ừ. Cái này mới nằm bên trang con trăng luôn á. Nó nằm cái độ cổ cổ cái đầu có chút bụm mà. Mẹ kìa, ngay. Gì? Mà nhân nó ngày mai sinh
chiều chồng nhậu chưa? Bữa nào phạt 15 triệu thấy bà nội chứ về ngồi nhậu chưa? Lên bãi rồi còn đồ dữ dằn luôn ha. Ngoài không ăn hả? Đậu. Ăn đi, ngồi chơi kể chuyện hình sự luôn nghe chơi. Ồ kìa, nó quằn quằn theo cái bánh này ở đây nè con. Đậu. Nói chị ba mày rồi bà kêu nó qua. Bị ra đâu? Sau lưng à. Đậu đậu mày ra không? Đậu đậu. Bánh kem mặn ông ơi. Bánh kem bông trứng muối. Vô. Bông, thịt chà bông với lại mà trồng đỏ hoặc gà. Trời ơi, lúc này có cái này đủ lắm rồi. Bánh kem giờ ta ăn cái này không ha, dưới cầu cầu á. Bánh cầu cầu lúc trước có ăn đâu mẹ ha, ngon. Em biết chơi quá gì. Ngày mơ sinh nhật đó kìa, nó kêu gỡ cái bánh kem cho nó kìa. Đóng đóng thẳng cửa vô luôn con, lấy cái bọc đó ra, lấy bọc gạo đó con. Rồi bỏ nó ăn đi nha, con ngồi ăn đi con. Trời ơi, 70 rồi, 15 năm nữa là được rồi. Sống qua vượt mặt bà nội mới được chứ. 7 mấy tuổi rồi, 15 năm nữa là. Thật. Đây, bữa đó kìa. Có gì, vô lấy dĩa nhỏ trong này qua. Sợ mẹ ơi, mất công lấy dao cắt nữa. Dạ, không mà. Không, ăn tương. Trời ăn tương cái này có ổ trứng muối hả? Trứng muối đâu có ảnh hưởng gì tại hay giờ. Bông, ở đây cũng có bông thịt ha. Hột vịt ở trong bánh bông lan á. Ừ. Đó ăn đi. Ăn không? Nè đi không ăn đâu, cơm nó đang có tốt có ngủ. Ăn đi. Này quen ta làm riêng đâu có bán đâu. Đặt riêng trong nhà. Ý là đặt riêng trong nhà người ta mới làm, giấc này người ta đâu có mở tiệm người ta bán. Trời giấc này mở tiệm mà làm trước đặt cái chắc ế luôn cái vậy. Có cái đường đi nước bước có được đâu mà ta mới mua. Tâm gì vậy? Tâm người ta ghim cái bánh cho nó vững, không có bài chạy nó bánh nữa. Thôi ăn đi, ngồi ăn đi, mấy đứa ăn đi. Phương tiền tiếng mà hả? Tiếng bưng đứa là 3 miếng rồi, tiếng cho 3 miếng con. Đấy, ba mày đang tâm rồi, giờ này cái ba mày chạy xuống dưới nè. Đi 3 miếng này đi. Có tao vô bụng kêu tao ra đi. Con ăn đi. Giờ này chưa ăn cơm hay gì nấu gì vậy? Ủa cái này tối để tủ lạnh quên, để đừng để tủ lạnh ấy nghe, nãy kiếm nó cao quá trời nó bu luôn rồi. Kìa em cũng lùi thấy không? Lùi cung mày lùi cung chưa, tao nói mày cũng đi chạy ra nữa ha. Gì mà ham ăn quá trời quá đất. 4 giờ 3 giờ 3 mấy luôn cái mưa cái tao bị làm luôn. Ấy gì đâu? Giờ quẹt cái này đi, cái này hết rồi, giờ cho nó nói chuyện đi, giờ cho cái hình đó đỏ. Hình này. Hình văn á, dẹp cái cắt cái này đi. Nó là vậy chứ bộ nó phải vậy chứ cất gì? Không. Về cái bánh răng đủ. Qua nó về cái bánh sao ăn đủ. Ăn là vô uống nước nè. Ba dưới đậm. Gì vậy? Ủa tưởng bên này có giấy thông báo gì chứ. Ba đậm nha. Ba hay nằm hay ngồi? Nằm hả? Mỏi hả? Trời ơi, gấp gì vậy? Ngủ đâu? Ừ. Nguyên là hôm nhất. Trời ơi, quà đi từ thiện mới có giấy chứ thôi thôi đi ngoài đường dễ lắm. Người ta gọi Zalo, tôi gọi ba bút mặt lượt luôn, hình như Facebook gọi được 2-3 mặt hay gì á. Có tôi đi xuống thăm bà thì được á. Có mình quà đi được thôi chứ không ai đi được. Cái chốt đó phải xin giấy tờ là đi xuống thăm bà mới được. Ngượng miếng ăn kìa, ngon lành luôn kìa.
Dân thèm. Thèm không? Bánh này gì, bánh bông lan. Bây giờ muốn.